Một Phật tử nữa hỏi là vợ chồng con xin Thầy bố thí cho. Vợ chồng con hiếm muộn, đã gần 3 năm nay, Pháp hội đầu năm 2017, vợ chồng con đã đến gặp Thầy và cũng được Thầy hướng dẫn thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Vợ chồng con cũng đã lên chùa tản viên xin nước uống, nhưng đến nay Pháp hội này là Pháp hội thứ 3, nhưng vợ chồng con vẫn chưa được như ý nguyện. Con biết vợ chồng con kém phúc nên chưa được sở cầu như ý. Kính mong Thầy cho vợ chồng con lời khuyên. Hiện giờ con vẫn đang phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm, nhưng vì thời gian không cho phép, con một ngày đọc hết một bộ nên không cho phép. Con một ngày đọc hết một bộ nên ngày đầu tiên con chỉ đọc tụng được quyển thượng và hai ngày đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng hai ngày con thay hai lần nước trong một bộ kinh. Như vậy có đúng không, hay là con phải tụng hết một bộ thì mới được thay nước? Xin Thầy cho con được biết. Cái này thì nó không quan trọng, không nhất định. Nhưng mà như tôi nói, Thầy nói hôm qua mà, nếu chúng ta muốn cầu một cái điều gì đó đặc biệt thì chúng ta phải gì ạ? Phải dành một cái khóa tu đặc biệt. Ngày hôm nay quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ, hai ngày mới thay nước một lần, rồi trong tâm thì còn gì ạ? Còn cò kẻ thêm một bớt hai. Thế không chỉ hai pháp hội, ba pháp hội mà gì 10 pháp hội chưa chắc đã được. Người ta phải gì? Phải nhất tâm là sao? Tín thọ phụng hành. Hôm qua Thầy dạy là sao? 21 ngày nhất tâm ăn chay trường. Đấy, Thầy nhớ nhé. Nhất tâm ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng và gì? Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để kết hợp nữa, sám hối nghiệp chướng của mình nữa. Và một điều đặc biệt gì? Phải ăn chay trường 21 ngày đó, và vợ chồng phải cách gì? Cách ly, phải ngủ gì? Khác phòng hoặc khác gì? Khác giường. Nếu chung phòng thì cũng phải khác giường. Không được chung giường. Chung giường rất nguy hiểm. Tốt nhất là gì? Khác phòng lại. Con dâu đến ngủ với gì? Với mẹ chồng. Và chồng đi gì? Ngủ với bố chồng là tốt nhất. À, ngủ với gì? Bố mình là tốt nhất. Con dâu thì ngủ với mẹ chồng, còn mình thì ngủ với bố. Đấy, bố quản cho thì 21 ngày đó để nhất tâm ăn chay trường tụng kinh niệm Phật. Thôi nói trêu vậy một chút vậy. Nói chung là gì? Chúng ta phải giữ gìn cái sự trai giới. Đấy, phải giữ gìn sự trai giới cho tinh nghiêm. 21 ngày thành tâm, sáng, chiều, tối. Đấy, sáng, chiều, tối, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Cứ như vậy, 21 ngày nhất tâm để đọc tụng như vậy. Nước thay gì? Thanh bông hoa quả thì héo héo rồi thay cũng được. Nhưng riêng nước ngày phải thay một lần. Sáng sớm thay, chén ở giữa thì vẩy khắp đất cát nhà cửa. Còn 6 chén còn lại thì hai vợ chồng thì cùng uống. Hết 21 ngày đó mới lên tản viên xin nước. Sau đó mới gì? Về mới cho gì? Cho đồng phòng hoa trúc trở lại. Thì làm được nhất tâm như thế. Mà không được thì lúc đó gì? Lúc đó thì nhất tâm mà không được thì phải xem xét xem bệnh của mình là không phải do tâm linh, không phải do nghiệp chướng đâu, mà do gì? Do cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta mỗi người có một cái cấu trúc khác nhau. Mà không được thì phải đi bác sĩ. Bác sĩ không được nói thì thôi, tốt nhất là đi nhận con nuôi. Đúng không? Bởi vì không phải trên cuộc đời này không phải cái gì cầu cũng được đâu. Có những trường hợp gì cầu cũng được. Thôi chúng ta phát kinh đi, nhẹ nhàng đi phát kinh. Đến giờ...